Đâu mới là Lý Mạc Sầu đẹp nhất trên màn ảnh? Lý Mạc Sầu là một nhân vật phản diện rất nổi tiếng xuất hiện trong tiểu thuyết Thần Điều Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Chính là sư bá của nhân vật chính Dương Quá, cũng là sư tỷ của tiểu long nữ, dùng mạo xinh đẹp tuyệt trần không thua kém gì so với Cù Long. Nhưng tâm địa ác độc vô cùng, bởi vậy được người trong giang hồ xưng là Xích Luyện Tiền Tử. Đã có rất nhiều công ty điện ảnh Hoa ngữ từ Hồng Kông đến Đại Lục đã thực hiện tác phẩm này. Cũng tuyển chọn ra rất nhiều những nữ minh tinh xinh đẹp để hóa thân vào nhân vật Lý Mạc Sầu. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh giải trí tổng hợp tìm hiểu về 7 nàng Lý Mạc Sầu trên màn ảnh qua các thời kỳ. Mà đầu tiên là vào năm 1983, Thần Điêu Hiệp Lữ do hai diễn viên rất nổi danh là Lưu Đức Hoa cùng Trần Ngọc Liên đảm nhiệm vai chính, hóa thân vào nhân vật Lý Mạc Sầu chính là nữ diễn viên Lữ Hữu Tuệ. Phiên bản Xích Luyện Tiên Tử này có vẻ tương đối già nua, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy rất không quen thuộc. Lữ Hữu Tuệ được mỉa mai là một phiên bản Lý Mạc Sầu béo ú, với chiều cao hạn chế và một thân hình hơi mập, đã phần nào làm thay đổi nhận thức về hình tượng Lý Mạc Sầu trong mắt độc giả. Giờ đây dù đã trải qua 40 năm, nhưng Lữ Hữu Tuệ lại vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung, khán giả còn xưng tụng Triệu Nhã Trì, Mễ Tuyết cùng Lữ Hữu Tuệ là tam đại bất lão truyền thuyết của TVB. Mặc dù Lữ Hữu Tuệ giữ được nhan sắc không tuổi, nhưng chỉ là đời sống tình cảm của bà cũng không được thuận lợi như vậy. Mọi người đều biết Lữ Hữu Tuệ cũng đã từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Thế nhưng là không biết vì nguyên nhân gì, từ đó đến nay, Lý Mạc Sầu này vẫn chưa hề tái giá. Tiếp theo nói đến phiên bản Thần Điêu Hiệp Lữ kinh điển nhất trên màn ảnh thì có lẽ đó chính là bản phim năm 1995 của TVB. Diễn viên chính do Cổ Thiên Lạc cùng Lý Nhược Đồng thủ vai, còn nhân vật Lý Mạc Sầu do Tuyết Lê, Nghiêm Huệ Minh thủ vai. Cũng như hai nhân vật chính, hình tượng Lý Mạc Sầu phiên bản Nghiêm Huệ Minh cũng đã khắc sâu trong tâm khảm của những người hâm mộ tác phẩm này. Nghiêm Huệ Minh mặc dù không tính là có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như những miêu tả về Lý Mạc Sầu của Kim Dung, nhưng nhan sắc của cô cũng đủ để đảm đương hình tượng này. Mà Nghiêm Tuệ Minh sau đó thủ vai Mã Phù Nhân trong Thiên Long Bát Bộ cũng tiếp tục trở thành hình tượng kinh điển. Một điều đáng nói chính là những điều mà Tuyết Lê đã trải qua trong cuộc sống hiện thực cũng rất giống với hình tượng của Lý Mạc Sầu trong tiểu thuyết. Tuyết Lê nguyên danh là Nghiêm Huệ Minh, 14 tuổi liền được Mễ Tuyết, một nhân vật chứ danh của điện ảnh Hồng Kông, đưa vào giới văn nghệ. Vừa vào nghề liền đã có thể được cộng tác với Châu Nhuận Phát, Nhậm Đạt Hoa. Nghiêm Huệ Minh lúc ấy 17 tuổi đã khăng khăng một mực yêu say đắm ngôi sao phim cấp 3 là Từ Thiếu Cường, sinh ra một bé trai và một bé gái. Không nghĩ tới Từ Thiếu Cường sớm đã có gia đình, từ đó Nghiêm Huệ Minh dần dần xa rời những vai diễn, một mình đi ra nước ngoài nuôi dưỡng hai đứa con. Về sau bởi vì áp lực mưu sinh, Nghiêm Huệ Minh lại quay về ngành giải trí để đóng phim, nhưng chỉ có thể đóng những vai diễn hạng 2, hạng 3. Hiện tại bà đã trên 50 tuổi vẫn độc thân. Giới báo chí đã chụp được hình Nghiêm Huệ Minh với những hình ảnh gầy gò và tiểu tụy. Bản thứ 3 là vào năm 1998, Thần Điêu Hiệp Lữ được Singapore thực hiện lại do Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương đảm nhận vai chính, còn nhân vật Lý Mạc Sầu do diễn viên Phan Linh Linh thủ vai. Phiên bản Lý Mạc Sầu này của Singapore được các độc giả đánh giá là mang theo một tạo hình mái tóc rất không bình thường, nhìn xem rất khó chịu. Phan Linh Linh lúc ấy là một minh tinh rất nóng bỏng của điện ảnh xứ Tân Gia Ba, ngoại hình khí chất rất có ưu thế, sống mũi cao, lông mày cũng rất cao, nổi bật lên con mắt thật to. Rất nhiều người cho rằng bà là con lai. Vai diễn của Phan Linh Linh vào vai Lý Mạc Sầu cũng để lại một chút ấn tượng. Tuy diễn xuất cũng không tệ, nhưng với phiên bản Thần Điêu năm 1988 này của Singapore lại không được đánh giá cao. Bởi vậy, vai diễn Lý Mạc Sầu này cũng trở nên khá là mờ nhạt. Bản thứ tư cũng là vào năm 1998. Phiên bản Thần Điêu Hiệp Lữ này do Nhậm Hiền Tề cùng với Ngô Thiến Liên đóng vai, vào vai Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Còn nhân vật Lý Mạc Sầu do diễn viên Trần Hồng thủ vai. Lý Mạc Sầu dưới sự thể hiện của Trần Hồng được nhiều người tán tụng là Lý Mạc Sầu đẹp nhất, hoàn toàn áp đảo hình tượng Tiểu Long Nữ. Một phần cũng là do Cổ Long do Ngô Thiến Liên thủ vai bị đánh giá là khá thô cứng, nhan sắc không được xuất sắc, và lại diễn xuất lãnh khốc quá đà khiến người xem cảm giác đây là một tiểu ác nữ, chứ không còn là tiểu lòng nữ ngây thơ lãnh đạm như trong nguyên tác. Rất nhiều người đều mỉa mai rằng đã thấy Trần Hồng đóng vai Lý Mạc Sầu thì không hiểu Ngô Thiến Liên lấy đâu ra cái can đảm để mà hóa thân thành tiểu lòng nữ. Trần Hồng đã thể hiện rất thành công về ngoại hình của Xích Luyện Tiên Tử, thế nhưng bởi vì đạo diễn đã thay đổi nguyên tác quá nhiều dẫn đến phiên bản này gặp nhiều chỉ trích. Cộng Tôn Chỉ cùng Lục Triển Nguyên giống nhau như đúc. Lý Mạc Sầu thuở thiếu nữ bị Lục Triển Nguyên đùa bỡn tình cảm, về sau lại bị Công Tôn Chỉ lừa gạt. Lý Mạc Sầu cùng Công Tôn Chỉ yêu nhau,
Các cải biên như vậy khiến độc giả cảm thấy khó lòng chấp nhận. Bởi vậy cũng khó trách Trần Hồng tuy đã vào vài Lý Mạc Sầu rất hoàn mỹ, nhưng lại ít được mọi người nhớ đến. Bản thứ 5 là vào năm 2006, Thần Điêu Hiệp Lữ năm 2006 được truyền hình Hoa ngữ Đại lục chuyển thể thành phim. Lưu Diệc Phi cùng Huỳnh Hiểu Minh đảm nhiệm vai chính cũng gây nên được những tiếng vang rất lớn, được đánh giá là xuất sắc ngang với phiên bản năm 1995 của Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc. Bản phim này nhân vật Lý Mạc Sầu do Mạnh Quảng Mỹ thủ vai. Đây có thể được xem là phiên bản Lý Mạc Sầu xấu nhất trên màn ảnh và cũng khác hoàn toàn với hình tượng Lý Mạc Sầu xinh đẹp trong nguyên tác của Kim Dung. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là Mạnh Quảng Mỹ khi vào vai diễn này cũng không còn trẻ trung nữa. Tuổi của bà đã gần 40 trông có vẻ rất già. Lại cùng đóng chung với Lưu Diệc Phi thủ vai Tiểu Long Nữ, cho nên về phần nhan sắc đã hoàn toàn kém cạnh mà khí chất cũng kém quá xa. Tuy bệ chê về nhan sắc, nhưng diễn xuất nội tâm của Mạnh Quảng Mỹ khi vào vai Lý Mạc Sầu cũng rất được khen ngợi. Mặc dù Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Hiệp Lữ là một nữ nhân ác độc, nhưng đã khiến rất nhiều độc giả vẫn luôn không hận nổi, bởi vì Lý Mạc Sầu cũng chỉ là một nạn nhân của tình ái. Lúc ấy Mạnh Quảng Mỹ cũng là đem Lý Mạc Sầu diễn dịch rất sống động, thu được rất nhiều người xem tán thành, còn được đông đảo khán giả đánh giá là một Lý Mạc Sầu tình cảm nhất trên màn ảnh. Bản thứ 6 là vào năm 2014. Năm 2014 Trần Nghiên Hy cùng Trần Hiểu được tin tưởng để đưa vào diễn xuất Thần Điêu Hiệp Lữ, còn Lý Mạc Sầu được giao cho Trương Hình Dư thủ vai. Phiên bản Lý Mạc Sầu này được cư dân mạng khen ngợi không ngớt với nhan sắc tuyệt phẩm, cũng rất phù hợp với miêu tả về nhan sắc của Lý Mạc Sầu mà tác giả Kim Dung miêu tả trong nguyên tác, cũng được xem như là một Lý Mạc Sầu đẹp nhất trên màn ảnh. Các độc giả thường nói đùa rằng đạo diễn nên đem hai nhân vật trao đổi vai diễn, bởi vì nhan sắc của Lý Mạc Sầu do Trương Hình Dư thủ vai đã hoàn toàn lấn át của Lòng Bánh Bao do Trần Nghiên Hy diễn xuất. Không thể nói rằng Trần Nghiên Hy không đẹp, chỉ có thể nói rằng dung mạo của Lý Mạc Sầu đã quá xuất sắc. Trường hình dư có thể nói đã lật đổ hình tượng ma nữ Lý Mạc Sầu. Lần này Lý Mạc Sầu không còn ngọt ngào, nhưng vẫn không có chút khí tức ma nữ nào mà là một xích luyện tiên tử lạnh lùng băng xương, nhìn như lãnh cảm nhưng kỳ thực là luôn luôn đem thâm tình chôn giấu xuống đáy lòng. Bản thứ 7 là Thần Điêu Đại Hiệp năm 2019, được dự tính sẽ ra mắt vào năm 2021, nhưng cho đến nay vẫn chưa chính thức được công chiếu. Phiên bản này thì Tiểu Long Nữ do Mao Hiểu Tuệ vào vai, còn Lý Mạc Sầu sẽ do Mao Lâm Lâm đảm nhiệm, chỉ là vai diễn Tiểu Long Nữ bị đánh giá là nhan sắc có phần hơi kém, thì khán giả lại vô cùng chờ mong sự xuất hiện của xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu do Mao Lâm hóa thân. Qua những hình ảnh đã được công bố thì Mao Lâm Lâm vào vai Lý Mạc Sầu với y phục màu đen, khí chất vô cùng đáng khen, cùng nhan sắc có thể nói là vượt trội hơn nhiều so với nữ chính Tiểu Long Nữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung, 7 nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất qua các thời kỳ ở trên màn ảnh, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những series về cái chủ đề này như là các phiên bản Kiều Phong đẹp nhất, các phiên bản Dương Quá đẹp nhất, Lệnh Hồ Sung đẹp nhất, hay là Quách Tĩnh đẹp nhất, Tiểu Long Nữ đẹp nhất, vân vân, thì các bạn hãy vào phần danh sách phát và chọn đến mục phân tích kiếm hiệp Kim Dung. Ở đó sẽ có tất cả những cái video mà các bạn mong muốn, cũng như tất cả các video phân tích mà mình đã gom thành một danh sách phát về chủ đề này. Các bạn cũng đừng quên hãy truy cập vào group Thần Thoại Trung Hoa để chúng ta cùng tạo nên một cộng đồng phân tích về cổ trang như là kiếm hiệp Kim Dung, Phong Vân hay là kiếm hiệp Cổ Long, vân vân, và tất cả những chủ đề liên quan đến tứ đại kỳ thư như Tây Du Ký hay Tam Quốc mà các bạn mong muốn. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video hấp dẫn sau.